Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ rơ vắt. Ngày đồng hồ rơ vắt chúng tôi lại lên sóng để review với anh em 4 mẫu đồng hồ OP đang có mặt tại đồng hồ rơ vắt của chúng tôi. 4 mẫu đồng hồ này có gì nổi bật, cũng có gì đáng yêu. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh chị em nhé. Rồi, đến với mẫu đầu tiên. Trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ OP được thiết kế rất là đẹp luôn. Dây vỏ đờ mi, viền ben đen được đính những viên đá lấp lánh. Bộ kim số và cọc số được mạ vàng kim. Trên cái nền mặt IO sẻ tia này rất là đẹp và rất là nổi bật luôn. Mẫu đồng hồ này thì được thiết kế rất là thanh mảnh, rất là thanh mảnh, mỏng. Đấy, dành cho anh em nào có cổ tay trung bình, khoảng từ 15, 16, 17 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp anh em ạ. Được thiết kế đờ mi rất là nổi bật luôn. Đây là phần khóa đây, phần khóa gập ba rất là đẹp và rất là sắc nét, tinh xảo luôn anh em này, độ hoàn thiện rất là cao. Phần khóa này thì rất là chắc chắn, bền bỉ với thời gian luôn. Tôi không phải nói phét chứ, mẫu đồng hồ OP này mà anh em đeo 10, 15 năm thoải mái luôn. Chất liệu vỏ và dây của mẫu đồng hồ này là thép 316L, mặt kính sapphire, máy pin. Vâng, ở cọc số 6 giờ là kim dây. Đấy, mặt dial được sẻ tia lấp lánh này, anh em nhìn thấy không, lấp lánh luôn. Cực kỳ là đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này rất là mỏng này, anh em nhìn này, cực kỳ mỏng luôn. Rất là mỏng. Rồi, tôi sẽ đo size mặt cho anh em xem nhé. Size mặt của em đó là 39 anh em. Size mặt 39 dành cho anh em nào có cổ tay 15, 16, 17 thì mẫu đồng hồ này rất ok rồi. Và độ dày này, độ dày có 6.5. Một mẫu đồng hồ mà có độ dày 6.5 là rất mỏng rồi anh em ạ, quá mỏng luôn. Thì mẫu đồng hồ này dành cho anh em nào đeo văn phòng, công nhân, học sinh, sinh viên, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Bởi vì nó rất là dễ đeo luôn, mẫu đồng hồ OP này thì rất là dễ đeo rồi. Mã của em nó đây, OPA 5809 MSK, giá là 5.990.000. Anh em mua online chúng tôi siêu anh em 10% thì giá chắc còn khoảng tầm 5.4 thôi. Rồi tôi sẽ đeo lên tay cho anh em chiêm ngưỡng nào. Đây anh em này. Thì cổ tay của tôi là 18 cho nên là đeo mẫu đồng hồ này hơi nhỏ so với cổ tay tôi. Bình thường tay của tôi phải đeo 42 thì nó sẽ là ok hơn. Anh em nào cứ tầm 40 tuổi đổ xuống hoặc 17, 18 tuổi đổ lên là đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi. Quá là trẻ trung, lịch lãm, lịch sự luôn. Rất là đơn giản. Dành cho anh em nào thích cái sự đơn giản thì mẫu đồng hồ này là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua rồi. Vâng, về thông số kỹ thuật của em đó thì nằm ở mặt đáy này. Thì độ chịu nước của em này là 5 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Vâng, ở mặt đáy thì gồm có tem của nhà phân phối này, nhà phân phối Thanh Dung. Hiện tại OP này thì gồm có hai nhà phân phối tại Việt Nam, đó là Thanh Dung của Trường Hoan, chúng tôi là đại lý cấp 1 của Thanh Dung này. Và ngoài ra nữa thì có tem của nhà máy này, tem 7 màu lấp lánh đây anh em này. Vâng, tất cả đều là chính hãng nhé, anh em đã mua tại nhờ bắt chúng tôi thì anh em cũng biết rồi. Vâng, giờ bắt chúng tôi là chỉ có bán hàng chính hãng thôi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây vỏ màu bạc. Đấy, mạ bóng rất là trẻ trung này. Viền ben đen cũng được đính đá. Vâng, bộ cọc số và kim số được mạ vàng hồng. Trên cái nền này ổ sẻ tia rất là đẹp này. Đó, rất là trẻ luôn. Vâng, về mọi chức năng kỹ thuật thì nó cũng đều giống như mẫu đồng hồ thứ nhất thôi. Vâng, dây vỏ là thép 316L, mặt kính sapphire, độ chịu nước 5 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay. Và mã của em nó đây, OPA 5809MK, giá là có 5.590.000. Anh em mua online chúng tôi siêu anh em 10% thì còn khoảng tầm 5 triệu thôi anh em nhé. Đây, phần khóa em nó này, khắc logo sắc nét của OP này. Đây, khóa gập 3 anh em ạ. Rất là tinh xảo và sắc nét này, độ hoàn thiện rất là cao. Đây phần đáy em nó đây. Đấy, đều có tem của nhà phân phối này và có tem của nhà máy này. Các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Rồi, tôi sẽ đeo lên tay anh em xem nhé. Đây anh em này, rất là đẹp luôn, rất là trẻ trung, cực kỳ trẻ trung năng động. Anh em là cứ có hồ tay khoảng 15, 16, 17 theo mẫu đồng hồ này rất là ok. Hoặc là anh em nào khoảng tầm 5 năm cân đổ lên, khoảng tầm 6 năm cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này khoảng 3. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Mẫu đồng hồ này được thiết kế là dây vỏ màu vàng anh em này, màu vàng hết. Tất cả đều màu vàng kim. Cực kỳ là sang chảnh luôn.
đấy, anh em nào thích vàng, ví dụ đeo nhẫn vàng rồi vòng tay vàng rồi là cổ đeo vòng vàng thì đeo con đồng hồ có mô màu vàng này vào nữa thì khỏi phải bàn rồi, quá là hợp công luôn. Đây phần khóa em nó đây, đây phần đáy em nó đây, đó phần đáy của em nó đây, chất liệu của em nó cũng vậy thôi, đều là thép 316L, kính sapphire và độ chịu nước 5ATM cho phép anh em đi bơi rửa tay. Chế độ bảo hành của em đó là 2 năm chính hãng và 5 năm tại đồng hồ dưới quất của chúng tôi, thay pin miễn phí cả đời. Vâng, mẫu đồng hồ này được thiết kế khác biệt hơn so với mẫu đồng hồ trước một chút, đó là cái viền benzen thôi anh em ạ, chỉ thay đổi ở cái viền benzen. Viền benzen của mẫu đồng hồ màu vàng này thì không đính đá, và mẫu đồng hồ bên tay trái tôi đây thì lại là đính đá. Đấy thì anh em nào thích đính đá, nó cho nó trẻ trung hơn, cho nó sinh động hơn nên mua mẫu đồng hồ bên tay trái này. Còn anh em nào mà thích sự đơn giản hơn một chút thì nên mua mẫu đồng hồ bên tay phải này. Rồi tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem nào. Đây phần khóa của em nó đây anh em này, sắc nét luôn. Đây anh em này, lên tay rất là yêu luôn này. Anh em nào mà thích màu vàng thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ không nên bỏ qua rồi. Quá là dễ đeo mà rất là đẹp luôn, rất là chất luôn. Rồi sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review này, thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là đẹp luôn. Dây vỏ đờ bi giống y hệt như mẫu đồng hồ thứ nhất này. Anh em nhìn này, tất cả mọi cái đều giống nhau, chỉ khác mỗi cái viền benzen thôi. Viền benzen bên mẫu đồng hồ phía tay trái của tôi thì là có đính đá, và viền benzen phía bên tay phải thì không có đính đá này. Đấy. Còn mọi cái hoàn toàn giống nhau, y hệt luôn. Chỉ khác nhau mỗi có đá và không có đá thôi. Thì dành cho anh em nào thích có đá thì đeo cái mẫu bên trái, còn không thích có đá thì đeo mẫu bên phải. Hai mẫu đều đẹp như nhau, đều như nhau hết anh em ạ. Rồi ok, như tôi cũng vừa nói luôn, cũng như tất cả những mẫu đồng hồ ở đây thôi, chất liệu của em nó thì đều là thép 316L, mặt kính sapphire, chế độ bảo hành 2 năm chính hãng và 5 năm tại giờ gót của chúng tôi. Độ chứa nước của em nó là 5ATM cho phép anh em đi bơi rửa tay thoải mái. Đây phần dây của em nó này, dây thiết kế rất là đẹp luôn, tôi rất thích cái dây này. Đây phần khóa của em nó đây, khóa gập 3. Đây phần đáy của em nó đây anh em này, này ta nhìn nghiêng này, mẫu đồng hồ này rất là mỏng luôn, size mặt 39, độ dày có 6.2 thôi, quá là mỏng luôn anh em ạ. Đây là một mẫu đồng hồ dành cho anh em là đeo văn phòng, học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Rồi tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem. Đây anh em này, lên tay thì rất là chất luôn, chất như nước cất này. Đó, lên tay rất là yêu, anh em nào có bộ tay khoảng tầm 15, 16, 17 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi. Mặt thiết kế rất là đơn giản, quá đẹp luôn. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cuốn sổ hành đây anh em. Đó, đây là mặt sau của em nó đây, mặt trước đây. Đấy, Olympia Star Suite đây. OP này thì vào thị trường Việt Nam thì cũng lâu rồi, cho nên anh em cũng không quá xa lạ gì với thương hiệu OP này nữa. Vâng, mặt sau của em nó thì để điền các thông số để bảo hành cho anh em ở đây. Thì như anh em cũng biết, vâng, OP này là một thương hiệu quốc tế, cho nên được bán ở rất nhiều các thị trường khác nhau ở đây. Gồm có thể ở Thụy Sĩ này, Mỹ này, Panama này, UAE này, Nhật này, Hàn Quốc này, Thái Lan này, Việt Nam này, Ấn Độ này, Malaysia này, Singapore, Myanmar, Pakistan, Lào, Đài Loan này, Trung Quốc, Hồng Kông và Bangladesh, rất nhiều các thị trường khác nhau. Ngoài ra thì có các chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng ở đây cho anh em, có đầy đủ luôn các thứ tiếng cho anh em. Vâng, thì kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng đây anh em này. Đây là một chiếc hộp chính hãng, hộp này được sản xuất tại Thái Lan cho nên là rất là đẹp luôn anh em này. Đây là một chiếc hộp được sản xuất tại Thái Lan nên là cực kỳ đẹp luôn. Mặt sau có in nhũ này, đây là có cỏ bông để đựng sản phẩm cho anh em. Còn đây là cái gói chống ẩm. Vâng, chiếc hộp này để làm quà tặng thì quá tuyệt vời rồi. Rồi, bốn mẫu đồng hồ OP này thì đang được bán tại hệ thống đồng hồ dưới quất của chúng tôi đây. Gồm có địa chỉ này tại tầng trung tâm thương mại The Garden này, đường Phải Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng hầm trung tâm thương mại Bixi, Sapeco Long Biên, số 7, số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, và có địa chỉ website đây và có số hotline cho anh em. Rồi, trên bốn mẫu đồng hồ tuyệt vời này thì anh em xem là kết được mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hotline Zalo trên màn hình. Cũng như là comment dưới video này để sở hữu em nó anh em nhé. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới quất của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.